Xin chào các bạn, học văn chị Hiên rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 2 trong chương trình môn tiếng Việt, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề Em lớn lên từng ngày. Và bài đọc đó mang tên Làm việc thật là vui. Đối với bài đọc này, chị sẽ cùng các bạn nhỏ đi tìm hiểu theo 5 phần. Phần 1 là khởi động. Phần 2, đọc. Phần 3, trả lời câu hỏi. Phần 4, luyện tập theo văn bản đọc. Và cuối cùng là phần 5, củng cố và dặn dò. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần khởi động. Các bạn nhỏ hãy nhìn lên màn hình, quan sát hai bức tranh sau đây và cho chị biết mỗi người, mỗi vật trong tranh đang làm gì nào. À, đúng rồi. Bức tranh đầu tiên là hình ảnh một bạn nhỏ đang hát. Bức tranh thứ hai là chú gà trống đang ra hiệu chào đón ngày mới. Mỗi người, mỗi vật đều có công việc khác nhau, nhưng điểm chung là mọi người, mọi vật đều thấy vui vẻ. Và bài đọc Làm việc thật là vui của nhà văn Tô Hoài cũng nói về điều này. Vậy thì ngay bây giờ, chị em chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về bài tập đọc này nha. Trước hết, chúng mình cần lưu ý về cách đọc. Hãy đọc to, rõ ràng, chú ý ngắt nghỉ và nhấn giọng đúng chỗ. Bây giờ, các bạn hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa trang 20. Lắng nghe và đọc cùng chị nào. Làm việc thật là vui. Quanh ta, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc, báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang, ò ò o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Con tu hú kêu, tu hú, tu hú. Thế là sắp đến mùa vải chín. Chim bắt sâu, bảo vệ mùa màng. Cành đào nở hoa, cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. Chim cú mèo chập tối đứng trong hốc cây, rúc cú cú, cũng làm việc có ích cho đồng ruộng. Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học. Học xong, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn mà lúc nào cũng vui. Theo Tô Hoài. Đối với những câu văn dài mà không có dấu phẩy thì chúng mình vẫn phải chú ý ngắt hơi theo nghĩa của câu nha. Trong bài đọc trên có một câu văn như vậy. Các bạn cùng chị đọc lại câu văn đó nào. Chim cú mèo chập tối đứng trong hốc cây, rúc cú cú, cũng làm việc có ích cho đồng ruộng. Các bạn đã đọc đúng chưa? Hãy nhớ luyện đọc lại câu văn đó cũng như luyện đọc lại bài tập đọc này thật nhiều lần nhé. Còn bây giờ, chúng mình sẽ đi trả lời cho 4 câu hỏi trong sách giáo khoa. Câu hỏi đầu tiên, những con vật nào được nhắc đến trong bài? Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn hãy xem lại bài đọc giúp chị. Các bạn đã có câu trả lời chưa? À, đúng rồi, những con vật được nhắc đến trong bài là con gà trống, con tu hú, con chim và con cú mèo. Tiếp đến là câu hỏi thứ hai với nội dung như sau. Đóng vai một con vật trong bài, nói về công việc của mình. Các bạn có thể lựa chọn bất kỳ con vật nào có trong bài đọc nhé. Còn với chị thì chị chọn đóng vai thành một chú gà trống. Hãy tham khảo câu trả lời sau đây của chị. Tôi là một chú gà trống. Mọi người thường ví tôi giống như một chiếc đồng hồ báo thức, nhắc nhở mọi người mau mau thức dậy. Câu hỏi thứ 3 yêu cầu các bạn kể tên những việc mà bạn nhỏ trong bài đã làm. Để trả lời được câu hỏi này, chị muốn các bạn đọc lại đoạn văn cuối trong bài Làm việc thật là vui. Qua đó, ta có thể dễ dàng thấy được bạn nhỏ trong bài đã làm những việc như làm bài, đi học, quét nhà, nhặt rau và chơi với em. Chúng mình cùng đến với câu hỏi thứ 4 nhé. Câu hỏi với nội dung là: Theo em,
mọi người, mọi vật làm việc như thế nào? Ở câu văn cuối, Tô Hoài có viết: bé luôn luôn bận rộn mà lúc nào cũng vui. Do đó, các bạn có thể trả lời như sau: mọi người, mọi vật làm việc vô cùng bận rộn nhưng cũng rất vui. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về nội dung và ý nghĩa bài đọc thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần luyện tập theo văn bản đọc. Bài tập đầu tiên yêu cầu kết hợp từ ngữ ở cột A với cột B để tạo câu nêu hoạt động. Các bạn hãy quan sát lại bài đọc và nhìn lên màn hình để cùng nhau nối nhé. Con gà trống thì làm nhiệm vụ gì nhỉ? À, đúng rồi. Con gà trống gáy vang ò ò o, báo hiệu cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Như vậy, chúng ta sẽ nối con gà trống với gáy vang báo trời sắp sáng. Vậy, cành đào có nhiệm vụ gì? Cành đào nở hoa, cho giấc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. Do đó, chị sẽ nối cành đào với nở hoa cho giấc xuân thêm rực rỡ nha. Và cuối cùng, chúng mình sẽ nối cái đồng hồ với tích tắc, báo phút, báo giờ. Tiếp đến bài tập số 2, chị sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt câu nêu một hoạt động ở trường. Trước hết, hãy quan sát hai bức tranh trên màn hình và cho chị biết các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì. Đúng rồi, các bạn đang học bài và chơi cầu lông đúng không? Vậy thì dựa vào đó, chị có hai câu văn như sau: chúng em đang học bài và các bạn học sinh đang đánh cầu vào giờ ra chơi. Các bạn có thể viết những câu văn khác nếu hoạt động của mình ở trường nhé. Hãy cùng nhau chị sẻ ở phần bình luận để chị được biết nha. Tiếp theo, chúng mình sẽ chuyển đến phần cuối cùng, chính là củng cố và dặn dò. Sau khi tìm hiểu xong bài đọc này, chị muốn nhắn nhủ đến các bạn một vài điều sau đây. Mỗi người, mỗi vật đều có những công việc riêng vô cùng bận rộn. Nhưng mỗi người, mỗi vật ấy đều hoàn thành công việc một cách vui vẻ. Do đó, các bạn hãy luôn giữ tinh thần vui vẻ, hứng khởi khi học tập và phụ giúp bố mẹ, thầy cô nha. Sau khi về nhà, các bạn nhớ tập trả lời lại các câu hỏi và chuẩn bị cho bài tiếp theo một cách thật cẩn thận nha. Đến đây, bài học của chúng mình cũng kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!